Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di động Việt. Xiaomi Mi CC 9 Pro là chiếc smartphone đầu tiên sở hữu camera lên tới 108 megapixel và đây cũng là một chiếc smartphone sở hữu rất là nhiều tính năng độc đáo. Đi kèm với đó, chúng ta sẽ có một viên pin khủng lên tới tận 5260 mAh. Bên cạnh đó thì lợi thế về mức giá cũng là một trong những thứ mà giúp cho sản phẩm này được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích hiện nay. Và hiện nay tại Di động Việt thì những chiếc Xiaomi Mi CC 9 Pro đang có mức giá khoảng gần sấp xỉ 11 triệu đồng. Thì nếu như các bạn đang có hứng thú với chiếc máy này thì hãy tham khảo tại link bên dưới và mô tả của video này nhé. Rồi, tổng thể thì chiếc Xiaomi Mi CC 9 Pro này mang đến cho người dùng một sự sang trọng đẳng cấp nhờ mặt lưng kính bóng bẩy ở đây. Kết hợp với đó, chúng ta sẽ có một khung viền rất là chắc chắn, các góc cạnh được bo cong mềm mại mang đến một cảm giác cầm nắm tốt hơn. Logo thì được đặt ở cạnh dưới. Cùng với đó, chúng ta sẽ có thiết lập camera được sắp xếp một cách rất là cân đối về mé bên trái theo chiều dọc ở đây. Cái điều ấn tượng đầu tiên khi mà mình cầm chiếc máy này lên đó chính là cái sự tương đồng về cách làm hai mặt kính cong cả trước và sau ở trên máy. Với cách làm mặt kính mới này thì tất nhiên là khung nhôm của Mi CC 9 Pro sẽ mỏng hơn thường lệ rồi. Tuy nhiên thì do được hoàn thiện từ mặt lưng kính, thế nên máy dễ dàng bị bám vân tay. Các phím cứng và cả những khe sim thì đều đặt ở cạnh phải. Phía trên chúng ta sẽ có vị trí của micro phụ cùng với đó là cổng hồng ngoại. Và mặt lưng của chiếc máy này mặc dù cũng không hẳn là kiểu gradient đổi màu đâu, nhưng mà dù các bạn có thể xoay các hướng thì cái mặt lưng này vẫn sẽ giúp các bạn có thể đổi gọi là ngả ngả một sắc khác một chút cho các bạn thay đổi góc nhìn. Tuy nhiên thì ở cái mặt lưng thiết kế này thì mình sẽ hơi không thích một chút ở cái khoản đó là cái camera của nó, bởi vì là nó hơi lồi cũng như là nó chiếm diện tích hơi nhiều ở phần mặt lưng, thế nên là nó sẽ hơi bị mất đi thẩm mỹ một tí xíu ở phần này. Nhưng không sao, tổng thể thiết kế thì đấy vẫn rất là đẹp rồi. Màn hình của Mi CC 9 Pro đây sẽ có kích thước khoảng là 6,47 inch với độ phân giải là Full HD cộng. Chúng ta sẽ có tấm nền AMOLED với hai cạnh cong, các góc tròn và vị trí giọt nước ở đây sẽ chứa camera selfie với độ phân giải là 32 megapixel. Với tấm nền này thì sẽ mang đến chất lượng hiển thị tuyệt vời, nhiều độ chi tiết cao, màn hình sắc nét. Ngoài ra thì máy còn được tích hợp đó chính là cái công nghệ bảo mật tiên tiến nhất hiện nay như kiểu là mở khóa khuất mặt, cảm biến vân tay dưới màn hình, và cái cảm biến vân tay này được nhận xét là nó sẽ nhanh hơn so với chiếc Mi 9T. Tiếp đến chúng ta sẽ nói về phần cấu hình. Vì Mi CC 9 Pro không phải là flagship hàng đầu, thế nên là nó chỉ được trang bị một bộ vi xử lý tầm trung, đó chính là Snapdragon 730G của Qualcomm. Đây là một phiên bản để ép chung theo tiêu chuẩn 730, mang lại cái đồ họa cao hơn cũng như được thiết kế để vượt qua nhiều cái kiểu ứng dụng máy ảnh rồi là trò chơi game nhờ các cái chipset riêng biệt của cái nền tảng của đó. Nói chung về đánh giá tổng thể thì con chip này sẽ mạnh mẽ và khá ổn định. Tuy nhiên thì đương nhiên nó không thể nào mà bằng Snapdragon 855 rồi. Nhưng dẫu sao thì trong một chiếc máy với nhiều cải tiến đến từ phần màn hình cũng như là camera thì mình nghĩ là cấu hình này cũng khá là ok rồi. Dẫu sao nếu mà được trang bị Snapdragon 855 thì có thể mức giá của nó sẽ cao hơn đấy. Như đã nói phần ở trên thì Mi CC 9 Pro là chiếc điện thoại đầu tiên được sở hữu 5 camera với độ phân giải chỉ lên tới tận 108 megapixel. Thiết lập camera này thì thực sự ấn tượng với thông số kỹ thuật cao và bổ sung rất là nhiều tính năng. Cụm camera này như mình cũng đã nói ở phần trên là chúng được đặt dọc ở phía bên trái trong khi đèn flash kép được đặt bên cạnh. Với thông số cụ thể thì chúng ta sẽ có cam chính với độ phân giải khủng lên tới 108 megapixel, một camera tele 2x 12 megapixel, một camera tele 5x 5 megapixel và một camera góc siêu rộng 20 megapixel. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có là một camera macro đó chính là 20 megapixel nữa. Nhìn chung thì chất lượng ảnh cho ra thể sắc nét, kể cả khi các bạn zoom lên, màu sắc khá tươi tắn và chân thực. Thêm vào đó thì camera này còn được trang bị những cái chế độ gọi là chế độ ban đêm 2.0. Chế độ này thì cũng sẽ góp phần giúp cho những bức ảnh chụp trong buổi tối hoặc là thiếu sáng nó sẽ tốt hơn. Có một cái trở ngại đi kèm với một số tác vụ đòi hỏi khắt khe trong cái quá trình sử dụng các bạn mà không thể tránh khỏi ở đây, đó chính là từ cái việc mà điện thoại này được trang bị camera 108 megapixel, trong cái quá trình mà các bạn chuyển đổi camera thì nó không được nhanh chóng. Thêm vào đó là nó sẽ cho cái thời gian xử lý ảnh 108 megapixel khá là lâu. Rồi cuối cùng thì mình sẽ nói ở đây về phần dung lượng pin của chiếc máy này. Như ở đầu video thì mình cũng đã nói thì chiếc máy này sở hữu một viên pin vô cùng lớn, đó chính là 5260 mAh. Trời ơi, như vậy thì chắc phải dùng 2 ngày mất. Tuy nhiên thì với một chiếc máy đẹp như này chắc mình phải cầm chụp chẹp cũng như trải nghiệm nhiều lắm. Thêm vào đó là chơi game nữa thì một ngày dư sức chắc là 2 ngày vẫn ok đấy. Thêm vào đó là thiết bị này còn được trang bị sạc nhanh khoảng 30W nữa, thế nên là các bạn cũng không phải đắn đo trong quá trình thời gian chờ đợi đâu. Mà mình khuyên các bạn là cứ sạc vào buổi tối ấy, lúc mà đi ngủ thì sẽ đỡ phải chờ, đúng không? Ok, vậy là vừa rồi thì mình cùng với các bạn đã điểm qua những cái điểm nổi bật trên chiếc Xiaomi Mi CC 9 Pro, một chiếc smartphone được trang bị camera 108 megapixel đầu tiên. Và các bạn đánh giá sao về sản phẩm này? Hoặc là các bạn có những cái yêu cầu nào cụ thể về chiếc smartphone này như kiểu là camera hay là chơi game thì các bạn cũng để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.